Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 16 tháng 2 2024. Chúng ta tiếp tục học tập một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng, học đến tập 18. Chúng ta mỗi ngày được nhắc nhở niệm Phật. Chỗ này lợi ích lớn quý vị. Nếu như mà chúng ta gặp Phật Pháp mà chỉ có lý luận không thì thật sự là uổng một đời tu của mình. Mà lý luận càng nhiều thì có khi càng lại gây ra nhiều sự tranh chấp đấu đá. Có khi chuyện của ai không à, mà mình thì nhảy vào để mà lý luận. Phật dạy à, cái cõi này là đấu tranh kiên cố mà. Nên khi mình còn sức khỏe thì nếu như mà không gặp cái pháp tu để gầy dựng cái tâm giải thoát thì tạo ra cái lý luận tranh chấp. Mà cái lý luận tranh chấp thì không biết chừng nào mà nó giải quyết xong vấn đề sanh tử của đời mình. Nên chúng ta không có lý luận nhiều, nhưng chúng ta khuyên nhau niệm Phật. Cái chỗ cực kỳ quan trọng là niệm Phật. Giống như ở Chủ Nhật Nhuận Đức chia sẻ có nói một câu: bây giờ mình mỗi ngày mình gầy dựng câu Phật hiệu siêng niệm, giống hệt như bây giờ mình niệm Phật mỗi ngày là giống như mình đang luyện quân vậy đó. Khi mà đụng chuyện cái là mình có một đội quân tinh nhuệ. Vậy thì mình mỗi ngày mình luyện câu Phật hiệu, khi mình gặp sự cố, thí dụ như trong gia đình, vợ hay chồng hay con quấy rối trở ngại mình, thì lúc này là lúc mà quý vị có áp dụng câu Phật hiệu trong những việc rắc rối đó hay không? Là lúc này. Như Chủ Nhật Nhuận Đức nói rằng, thí dụ như chồng tán vào mặt mình cái, mình có thể A Di Đà Phật hay không? Rồi mình nói với chồng mình một tiếng rằng: xin anh đừng đánh tôi nữa. Nói nhỏ nhẹ, nói đàng hoàng. Sự việc nó gói gọn lại liền quý vị. Đó là chỗ quý vị có tu hay không, là đụng sự việc. Mỗi ngày niệm Phật là khi đụng sự việc giải quyết được vấn đề. Thí dụ như bữa Chủ Nhật Nhuận Đức có kể cái câu chuyện mà khi Nhuận Đức chạy xe ngoài đường, chạy tới cái đèn đỏ ngay chân chỗ cái cổng vòm khu công nghiệp, thì đèn đỏ đó có lúc nó hình như là hơn 100 phút ý, 100 giây chứ 100 giây. Thì mỗi một giây là giống như nó nhảy qua một cái, nhảy qua một cái. Thì một giây đó niệm được câu Phật hiệu khi chờ đèn đỏ. Tự nhiên lúc đó Nhà Đức áp dụng như vậy, tự nhiên thì Nhà Đức nghĩ đến, à mình đem cái này mình hướng dẫn cho quý Phật tử. Quý vị coi bây giờ
mình chờ đèn đỏ thí dụ như mấy chục giây thì cũng niệm được mấy chục câu Phật hiệu, 100 giây thì niệm được 100 câu Phật hiệu. Còn nếu không thì cứ ngó nhìn mong cho nó tới đèn xanh. Còn này thì mình cứ một giây A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hoặc Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc A Di Đà Phật tỷ vị, nhưng cũng được lợi ích vô cùng khi thời gian của mình đang chờ đèn xanh. Vì đây cũng là một phương pháp quý vị. Nếu như quý vị chịu niệm Phật thì đúng rõ ràng mỗi lúc mỗi nơi của mình đều áp dụng đặc biệt, mỗi lúc mỗi nơi mình áp dụng niệm Phật rất là hay. Nên Hòa Thượng Ái Hiền nói một câu: làm việc không trở ngại niệm Phật, niệm Phật không trở ngại làm việc. Đó là dành cho những người tín nguyện niệm Phật, siêng năng niệm Phật, tín nguyện niệm Phật, siêng năng niệm Phật, dành cho những người đó. Còn cái người không tín nguyện niệm Phật hoặc là tu các pháp khác thì họ lý luận thành quen, lý luận giết rồi gặp lý luận, mà lý luận gặp lý luận thì tranh đấu. Vì coi hai ông này ngồi trong một cái bàn tròn, 7-8 người cũng ngồi chung. Hai ông này nói chuyện cao ghét qua lại nhau. Ông thì nói cái này, ông kia nói cái kia, cao ghét qua lại nhau. Nói một chút rồi hai ông tranh chấp, rồi mít lòng, phiền não. Mình là người học Phật, gặp những sự việc tranh chấp đó, tốt nhất thà mình đừng nói gì. Tại mình nói vào mình gặp người lý luận này, càng nói nó càng phiền phức, càng giải thích thì càng xảy ra nhiều vấn đề. Tốt nhất để cho họ tự lý luận, đến lúc khi già yếu bệnh đau, hoặc tai biến, hoặc nói không được, lúc đó cảm thấy bản thân mình nên làm gì. Thí dụ như có những người chúng ta nghe qua công đoạn này, khi chúng ta nghe qua công đoạn này, đến một ngày nào tự nhiên mình nhớ lại, lúc trước mình cũng nghe ông thầy đó giảng, còn khỏe, dùng cái trí để mà đi tranh chấp, bây giờ đến lúc này tự nhiên mình tai biến, cái miệng méo qua một bên, lúc này là lúc mình tự nhiên mình nhớ lại lời ông thầy không nói. Đến lúc đó rồi tự cảm thấy mình hối hận. Hối hận vì lúc mình còn khỏe mình đi tranh chấp hơn thua đấu đá nhau mà không chịu lo niệm Phật. Nếu như thường ngày mình biết trân quý cái tuổi trẻ của mình, mình lo niệm Phật, mình thấy những việc gì ý nghĩa trong cuộc đời mình chân thật cố gắng làm. Mỗi người đều có góc độ khuyên người thiện, thì có những người góc độ khuyên cách này, có những người góc độ khuyên cách kia, có những người góc độ khuyên cách nọ, đủ cách hết. Miễn làm sao họ khuyên người mà việc đó họ làm tốt được thì họ nhờ. Còn nếu họ khuyên người mà vì vật chất thì họ chịu quả báo gán chịu. Trong cái cuộc đời này có nhiều người chúng ta nghĩ rằng bản thân mình thấy nhiều người giống như bị lừa. Xin thưa quý vị, nếu tin sâu vào nhân quả thì trong cuộc đời này không có ai thiệt thòi và cũng không có ai lừa ai đâu quý vị. Nó đều như một cái dòng xoay đó. Mình đứng ngay cái điểm này thì nó đi một vòng nó cũng sẽ gặp lại quý vị. Nếu như người ta đang đứng điểm này, mình gặp người ta mình A Di Đà Phật, quen dòng để người ta gặp mình A Di Đà Phật. Còn nếu như người ta đứng ngay điểm này, mình gặp người ta mình chửi người ta một câu, thì quen dòng nó gặp mình nó chửi mình lại. Nên trong cái cuộc đời này nó không có gì thiệt thòi và cũng không có ai lừa ai đâu quý vị, bị yên tâm đi. Thật sự mà nói có nhiều người chúng ta sợ người khác bị lừa. Phật pháp thì có quyền lý luận. Lý luận đó là mình nói chung chung về định luật nhân quả thôi, để nhắc nhở nhau thôi. Còn cái việc mà để mà hơn thua đấu đá với nhau, sợ người khác bị lừa nảy nọ rồi đó, khi chúng ta bình tĩnh ngồi suy nghĩ thì nếu tin sâu nhân quả thì không sẽ sợ chỗ này. Vì nó có nhân có quả quý vị. Không có bao giờ mà tự nhiên cái người đó nó gặp mà nó lừa mình, hoặc mình nói nó mà nó nghe đó quý vị. Nên Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không ngày giảng thiết ngày nói một câu rằng: nếu hai người này mà không có duyên gì hết thì không bao giờ nó đi đối diện, nó cũng không nhìn nhau dù chỉ một cái nhìn. Đã không có duyên thì một cái nhìn nó cũng không nhìn. Còn nếu như hai người này, một người có duyên, một người không có duyên, thì đi ngang qua người này nhìn, cái người kia không nhìn. Còn hai người này mà không có duyên nhau, dù đi đối mặt gặp cũng không bao giờ có một cảm giác và không bao giờ nhìn nhau dù chỉ một lần. Còn hai người này duyên dày một chút thì có thể gặp nhau chào nhau. Còn duyên dày nữa thì có thể ở chung với nhau thời gian ngắn.
duyên dày nữa thì thời gian lâu, còn có khi duyên dày nữa thì cả đời. Còn có những người gặp nhau nghịch duyên trong cuộc đời, nghịch duyên cũng là có duyên, nhưng gặp nhau đều là hơn thua đấu đá tranh giành, đó là nghịch duyên. Có những người gặp nhau lừa đảo nhau, vì chúng ta đã lừa họ, bây giờ họ lừa lại mình, bây giờ gặp nhau phải lừa đảo nhau. Từ nơi đó mà chư tổ sư nói rằng trong cuộc đời này không có cái việc thiệt thòi, không có ai thiệt thòi với ai, cũng không có ai gạt gẫm gì ai, chỉ là thuận duyên hoặc nghịch duyên, đòi nợ hoặc trả nợ thôi quý vị à. Hiểu được những nguyên lý này rồi tự nhiên quý vị tâm bình khí hòa liền. Bản thân của mình sẽ tự nhiên mình lo mình niệm Phật, mình lo mình siêng năng niệm Phật liền. Mình không có dính dáng nhiều việc thị phi trong cuộc đời này. Nói quý vị coi, những đức chia sẻ Phật pháp bây giờ những đức cũng có lý luận đó, nhưng mà chúng ta lại giải tỏa lý luận, không nói về tên tuổi phân tách người nào đúng người nào sai, hay là nói người nào chăn tu người nào không chăn tu gì hết. Ai biết được người nào chăn tu quý vị? Cả bây giờ mình học với vị thầy mình, nếu đời này thầy mình không giải thoát thì cũng không gọi là chăn tu. Tại vì sao? Vì mình tu mà đời này mình không giải thoát thì không gọi là chăn tu. Vì đời thứ hai, thứ ba mình tiếp tục đi đọ thì còn cái gì là chăn quý vị? Chăn là chăn thật, là đời này mình phải giải thoát mới là chăn thật. Nên chúng ta hiện tại đang cố gắng, nhưng phải có một pháp tu phù hợp để đời này giải thoát kìa, thì mới còn có thể gọi là chăn tu. Vì đời này giải thoát mới là chăn tu. Còn nếu như mình chọn một cái pháp tu mà mình không nghe lời Phật, Đức Phật nói thờ mặt pháp, niệm Phật thành tựu. Đức Phật gọi chúng ta, Đức Phật nói: này con, cái thờ mặt pháp này con nên niệm Phật đi, vì con niệm Phật con sẽ được thành tựu nghe con. Kêu mình lỡ nói gì, lời của Phật dạy mà mình không chịu nghe lời. Dù mình tu các pháp khác, dù mình có cố gắng, mình có cố gắng đi chăng, mình cũng chỉ được phước báo nhân thiên mà thôi. Vậy thì không có thành tựu trong Phật pháp. Trong Phật pháp thành tựu, nếu tu các pháp khác mà chứng quả gọi là thành tựu. Còn niệm Phật giảng sanh gọi là thành tựu. Cái này cực kỳ quan trọng. Còn nếu có phước báo nhân duyên lớn cỡ nào, sanh cõi trời cao cỡ nào cũng không có gọi thành tựu trong Phật pháp. Vì chúng ta vẫn còn trong lục đạo luân hồi. Nên mỗi một người mình chọn một cái pháp tu là cái quan trọng. Mà pháp tu mình chọn được, mà mình hướng dẫn được nhiều người tu được, đây là cái cực kỳ quan trọng. Chỉ có pháp niệm Phật là pháp mình tu được, hướng người, khuyên người rất dễ. Nên quý vị biết rằng cái thời cuộc mà nhiều người niệm Phật thì quý vị thấy mặt pháp đã đến rõ ràng rồi. Vì Đức Phật nói thờ mặt pháp niệm Phật thành tựu. Mà nhiều người niệm Phật các pháp khác họ ít tu, thì biết rằng là thờ mặt pháp đi vào sâu rồi đó. Nên mỗi một người chúng ta nghe lời Phật dạy, niệm Phật thành tựu, pháp tu mà mười phương chư Phật tán tán chỉ pháp niệm Phật này. Nên mỗi một người mình cực kỳ là trân quý. Nhớ kỹ câu, quý vị sẽ tâm bình khí hòa. Đó là trong cuộc đời này không ai thiệt thòi với ai, mà cũng không ai gạt gẫm ai đâu quý vị à. Nhớ kỹ nghe. Nếu mình nói rằng người ta gạt gẫm mình là mình tầm bậy rồi đó. Không ai gạt gẫm ai đâu. Duyên có thuận duyên, có nghịch duyên. Có những nhân duyên mình cho rằng giống như nó không tốt gì, nhưng nếu mình nhìn nhận sâu sắc mình thấy nó sẽ tốt. Có những nhân duyên mình nhìn thấy giống như nó tốt vậy, nhưng nếu mình đến với nó coi chừng nó không tốt. Nên chúng ta có những nhân duyên được gặp nhau trong cuộc đời này, khuyên nhau niệm Phật, bồi dưỡng nhau niệm Phật, giúp đỡ nhau niệm Phật, hướng nhau đến cái chỗ giải thoát, đó là tốt nhất rồi đó. Đó là tốt nhất rồi đó quý vị. Nếu như mình mà không nhìn nhận thì mình thấy nó không tốt. Còn nếu như mình nhìn nhận sâu sắc mình thấy nó rất là tốt. Giống như bây giờ con đường này những đức đi, rủ nhiều người cùng niệm Phật, rủ nhiều người tu tạo phước duyên, rủ nhiều người nuôi người già, rồi giúp cho nhiều người già niệm Phật. Cái việc này những đức thấy rất là ý nghĩa trong cuộc đời. Bản thân mình làm mình thấy nó là ý nghĩa. Còn người ta không làm, người ta nhìn nhận sao kệ người ta. Theo quý vị nghĩ, con người trong cuộc đời này đến khi tuổi già, ai mà không cần được nuôi lo lắng giúp đỡ quý vị? Đã già rồi thì ai cũng cần được nuôi và được lo lắng và được giúp đỡ.
cho kỵ. Nên mỗi con người mình phải nhận thức được chỗ này. Mà khi người ta già mà mình giúp đỡ lo lắng cho người ta thì còn việc nào ý nghĩa bằng việc này nữa quý vị. Mấy mươi năm cuộc đời của người lo đủ thứ chuyện, sanh con, đẻ con, nuôi con, dạy con, tạo dựng cho con và có những đứa con, cũng làm những việc ý nghĩa trong cuộc đời. Có khi tới tuổi già bản thân họ hiu hắt. Nếu như bản thân mình có thể còn trẻ mà nuôi được người già thì đây là một cái việc làm vô cùng ý nghĩa. Rất là ý nghĩa. Việc làm này ý nghĩa nhất trong cuộc đời. Nên khi Đức Phật còn tại thế, Đức Phật tán thán cái việc nuôi bệnh. Vì khổ đau nhất là khi bệnh đau mà không ai ngó ngàng, không ai quan tâm. Mà mình có thể nuôi bệnh, mình giúp đỡ người ta, mình khuyên người ta, động viên người ta và giúp cho người ta cởi mở tâm tư, thì đây là việc ý nghĩa nhất trong cái cuộc đời chúng ta đó quý vị. Nhớ kỹ. Nhiều Phật tử lắm đến gặp những đức, họ nói, họ nghe những đức giảng họ vui. Có nhiều người gặp sự việc trong gia đình trở ngại buồn giận nhau, cũng nghe những đức giảng họ nói họ vui. Có nhiều người ở nước ngoài về họ cũng gặp những đức, họ nói. Có nhiều người ở nước ngoài cũng nghe những đức giảng họ vui. Nhiều người họ gặp những đức họ đều nói như vậy. Trong lòng những đức càng hưng khởi thêm cái tâm khuyên người niệm Phật. Và nhiều buổi giảng mình ngày chủ nhật này kia hài hước giúp cho người ta vui. Giúp người ta một ngày chủ nhật, ngày thứ bảy người ta đến chùa tu tập, người ta được nghe pháp, người ta an lạc, người ta vui vẻ. Khi nụ cười phát lên thoải mái, con người người ta rơi rụng tất cả những nỗi buồn quý vị à. Như những đức gặp cái phái đoàn ở nước ngoài về, rồi có phái đoàn ở Việt Trì đến, họ nói như đức câu gì nè. Ở nhà con nghe thầy giảng á, có những câu thầy giảng mà tâm đắc con vui, con chắp tay lên xá thầy, con niệm Nam Mô với Đạo Phật. Còn vô trong chùa mình, con thấy quý Phật tử nghe pháp cười vui, háo hức vui vẻ, thiệt là sảng khoái gì đâu thầy ơi. Quá sảng khoái luôn. Thì rõ ràng quý vị ơi, mỗi tuần người ta đi đến chùa, người ta được an lạc vui vẻ, gì ta sảng khoái. Tự nhiên trong lòng mình thấy mình mừng cho quý Phật tử vui vẻ. Như lễ Viếng Quan Âm sắp đến, khắp nơi nơi người ta về, mỗi buổi chia sẻ Phật pháp của những đức đều làm cho người ta vui. Và suy nghĩ những cái chương trình gì cho người ta được thấy thích đi đến chùa quý vị. Rồi có phương pháp tu, có lại Quan Âm, có tặng quà, đủ hết mọi cách để nghĩ lợi ích cho người ta. Quý vị nhớ kỹ, học Phật cái quan trọng là đoạn được cái tâm chỉ biết mình không biết người khác. Làm sao niệm niệm lợi ích cho người, đó là hạnh phúc trong cuộc đời mình lắm quý vị à. Nhớ kỹ, gieo nhân gặt quả. Trong cuộc đời không ai thiệt thòi với ai đâu, cũng không ai lừa gạt ai đâu quý vị à. Yên tâm đi, gieo nhân nào gặt quả báo nấy. Ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng. Ông tu ông đắc, bà tu bà đắc. Ai làm thì nấy nhờ. Không có ai chiếm đoạt được cái việc làm của ai đâu. Dù cho mình làm mà người ta hưởng được cái danh, đó là hư danh thôi, chứ người ta không có hưởng cái phước gì của mình đâu quý vị. Ví dụ như mình làm, mình bỏ công của mình làm mà người ta lãnh công đó hết trơn, đó là cái nhân cái quả, yên tâm đi. Mình nhiều đời nhiều kiếp cũng đã từng lãnh cái công của người ta, thì đời này mình làm người ta lãnh cái công lại. Nhân quả phải tin, rồi mình phải tin niệm Phật là nhân, thành Phật là quả chứ. Mỗi một người mà hiểu được nguyên lý này thì tự nhiên quý vị việc thiện quý vị sẽ nhiệt liệt hết mình làm, cũng không cần cái tấm giấy mà gọi là chứng minh gì hết. Chỉ có những người, thí dụ như người ta gỡ tiền rồi cho người này cầm đi cúng dường tam bảo, thì bây giờ người ta đi đến chùa, người ta nhờ quý thầy nhận dùm để có một hình ảnh gì, nhận dùm rồi để người ta có lời nói, người ta dễ nói chuyện với người đã gỡ tiền thôi. Chứ ngoài ra mình học Phật tin sâu nhân quả rồi, khi mình đã phát tâm cúng dường cho tam bảo là xong rồi. Còn ngoài ra cái việc người ta làm đúng thì nhờ, làm sai tự người ta chịu. Nên những đức nói đi đến chùa cúng dường tam bảo là cái cực kỳ quan trọng. Nên chùa mình á, dịp lễ này kia để những cái thùng tam bảo, những cái thùng phóng sanh đồ này kia. Quý vị gặp quý vị bỏ vô bị cúng, không đưa cho cá nhân ai cả. Nên chùa mình á, đông người, những đức đều nói rằng bất cứ sự cúng dường nào cũng á, qua ban tổ chức của chùa, nó không có dính dáng qua cái việc người khác, chỉ là tổ chức của tam bảo thôi. Nó không xảy ra những vấn đề phiền phức sau này, nó không xảy ra những vấn đề phiền phức sau này. Còn nếu như
mà qua trung gian người này người kia người nọ, chuyện đó không có biết đến. Ví dụ như người ta cúng dường thì đi có dịp đi đến chùa cúng dường cho tam bảo rõ ràng. Còn những trưởng đoàn đồ đó là nhân viên quý vị quen nhau, biết nhau. Điều này là quý vị biết người ta đi tu rồi, rõ ràng. Còn cái việc ở đâu xa lạ, chuyện này mình không biết, hiểu không? Nên cái gì rõ ràng cái nấy quý vị à. Từ nơi đó mình làm cái gì mình phải nắm rõ, thì bản thân của mình hiểu rồi và mình tin sâu nhân quả rồi, mình sẽ không bao giờ buồn trách hoặc lo âu. Có nhiều người mình gửi tiền cho ta cúng dường mà mình lại lo, mình bận tâm không biết người ta có cúng hay không. Mình hãy suy nghĩ kỹ mình có nên đưa người ta hay không. Nếu mình đã đưa rồi thì mình đừng nên suy nghĩ gì nữa chứ. Ai gieo nhân nào gặt quả báo nấy thôi. Vậy thì vô cùng là đặc biệt thông tâm rồi quý vị. Cái quan trọng quý vị là nhớ Phật niệm Phật. Đời này chúng ta phải về thế giới cực lạc. Đây là chỗ quan trọng nhất. Nhớ kỹ nghe. Không có ai gạt gẫm ai, cũng không có ai thiệt thòi với ai. Đều phải tin sâu nhân quả. Chỗ này cực kỳ quan trọng. Nguyện tam bảo gia hộ cho quý vị tín nguyện niệm Phật cả đời không thối tâm, gây dựng câu Phật hiệu cả đời, siêng năng niệm Phật. Bất cứ lúc nào Phật A Di Đà đến, chúng ta đều theo Phật A Di Đà về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Đây là cái nguyện thâm sâu nhất của chúng ta. Nguyện tam bảo gia hộ cho quý vị luôn luôn an lạc, và chúng ta hẹn gặp ở cực lạc. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.